giờ mình làm gì vậy đây? Làm xà lách. Làm gì? Xà lách. Xà lách. Xà lách hả? Làm gì không? Xà lách. Làm gì khi làm xà lách? Xà lách. Xà lách ha. Rồi. Thì đó, thì vô. Bây giờ đi rửa đi. Rửa. Đâu con cá? Dạ, đừng tắt nước. Được một tô xoài lắc khổng lồ rồi mọi người ơi. Giờ ra ngoài này cho mát rồi mình chiến thôi. Đâu con bò đâu? Đang đây đây. Ăn đi con. Ngon kìa. Rớt mất. Có đứa nào lấy cái tâm cho mẹ không? Ai con lấy rồi. Mẹ cho mạnh mạnh vô để nó rớt. Oh my god. Thì có một cái cục xà mà chập con dạ nó xong nữa. Kim ăn không biến sắc hay Kim? Còn đóng cho mặn vô, rút kinh nghiệm. Ngon không? Ngon. Ngon Kim. Mày ăn mày cứ quay không vậy? Hằng ăn đi, Hằng ăn đi. Chua. Ăn đi. Chờ, người ta ăn xào xào, mình la chua. Vậy là bó tay rồi. Xong. Hôm bữa nó có giỏ ăn vô không chua. Bây giờ không có giỏ ăn không chua. Cái nãy mày gọt không nhắc mẹ hết. Chua không không? Chua. Ngon không? Ngon. Chua, không chua nhưng mà ngon à? Nhưng mà hơi cay cay. Ấn vô Kim. Ấn vô. Ấn rồi. Ấn rồi hả? Quá. Giờ là mấy đứa nó ngán rồi mọi người ơi. Giờ còn mình ăn thôi. Tại giờ nãy giờ mình cũng hay quay á nên không có ăn bao nhiêu. Giờ mình sẽ ăn, mình sẽ hốt một chọt. Video của mình tới đây là kết thúc nha. Chúc mọi người vui vẻ trong ngày làm việc mới. Trời ơi.